Ngày xưa cứ nghe thấy ai là tiến sĩ là kính nể lắm. Rồi khi ấy cứ nghĩ người nào phải uyên bác lắm, phải xuất chúng lắm thì mới được gọi là tiến sĩ. Thế mà bây giờ bước chân ra đường bốc vội cũng phải được vài ông tiến sĩ, mà cũng chẳng biết đâu là hàng riu, đâu là hàng dởm nữa. Thật giả lẫn lộn, chẳng biết đâu mà lần. Từ trường hợp của tiến sĩ Vương Tấn Việt, hay còn được biết đến là sư Thích Chân Quang, trụ trì chùa Phật Quang, Bà Rịa Vũng Tàu, cử tri đại biểu Quốc hội, có ý kiến đề xuất Quốc hội Chính phủ tập trung chỉ đạo kiểm tra công tác đào tạo, cấp bằng tiến sĩ, phong chức danh giáo sư, phó giáo sư, đảm bảo chất lượng thực chất, không gây ảnh hưởng tiêu cực đến xã hội hiện nay. Vào sáng ngày 26 tháng 10, thảo luận tại tổ về tình hình kinh tế xã hội, đại biểu Trần Quốc Tuấn, đoàn Trà Vinh nêu ý kiến, vừa qua đã xảy ra một hiện tượng xã hội không ai ngờ tới, đó là trường hợp của trụ trì chùa Phật Quang ở tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, ông Vương Tấn Việt sử dụng bằng cấp 3 bổ túc văn hóa không hợp pháp, nhưng sau đó vẫn có bằng đại học, thậm chí là cả bằng tiến sĩ. Với xuất phát điểm là bằng cấp 3 bổ túc văn hóa không hợp pháp, Thích Chân Quang dần dần đạt đến bậc đại học và tiến sĩ một cách dễ dàng qua hình thức đào tạo từ xa và hệ vừa học vừa làm. Cả hai văn bằng đại học của ông đều không phải từ hệ chính quy, và quá trình học tiến sĩ lại chỉ kéo dài trong vòng 2 năm 3 tháng, một con số đáng kinh ngạc khi so sánh với các tiêu chuẩn học thuật truyền thống. Đại biểu Đoàn Trà Vinh cho rằng việc sử dụng bằng cấp 3 giả chỉ bị phanh phui trên các trang mạng xã hội chứ không phải do chính cơ quan thanh tra kiểm tra của ngành giáo dục xác minh. Điều này cho thấy việc quản lý đào tạo cấp bằng đại học tiến sĩ của một số cơ sở giáo dục đại học của chúng ta cần phải được quan tâm nhiều hơn. Theo đại biểu, thực tế này đã làm cho nhiều cử tri băn khoăn, lo lắng về uy tín và chất lượng đào tạo cấp bằng của ngành giáo dục hiện nay. Cử tri cho rằng, ngoài trường hợp này còn có bao nhiêu trường hợp tương tự nữa đang tồn tại. Những tiến sĩ dởm ấy đang ở đâu? Họ đã và đang làm gì, có ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động của các cơ quan nhà nước hay sự phát triển của cộng đồng xã hội hay không? Vấn đề này cần sớm được Quốc hội, Chính phủ chỉ đạo, kiểm tra, rà soát, đại biểu đề nghị. Theo các thông tin trước đó, ông Nguyễn Tấn Việt, hiện được biết đến với danh xưng là Thượng tọa Thích Chân Quang, đã từng tốt nghiệp đại học ngành tiếng Anh từ trường Đại học Ngoại ngữ, nay là Đại học Hà Nội, vào năm 2001. Câu chuyện học vấn của ông lại thêm phần phong phú vào năm 2019, khi ông hoàn thành văn bằng 2 ngành luật tại Đại học Luật Hà Nội với hệ đào tạo vừa học vừa làm. Đến ngày 15 tháng 1 năm 2019, ông Việt không chỉ có thêm bằng cử nhân mà còn đạt loại giỏi. Thế rồi con đường học thuật của ông tiếp tục thăng hoa vào tháng 11 cùng năm, khi ông trúng tuyển vào khóa nghiên cứu sinh tại Đại học Luật Hà Nội. Đến ngày 9 tháng 12 năm 2021, vị tiến sĩ tương lai này đã bảo vệ thành công luận án của mình và nhanh chóng nhận được bằng tiến sĩ sau đó vào tháng 3 năm 2022. Tuy nhiên, điều gây bất ngờ không phải là sự tiến triển thần tốc của ông trong lĩnh vực học thuật, mà là bản chất của một tấm bằng bổ túc văn hóa cấp 3 không hợp lệ mà ông sử dụng. Kết quả xác minh từ Bộ Giáo dục và Đào tạo đã lật tẩy sự thật rằng tấm bằng ấy hóa ra lại không đủ độ tin cậy để mở đường cho con đường học vấn lừng lẫy của ông. Chính ông cũng đã phải thừa nhận điều này và tự nguyện nộp lại các văn bằng để cơ quan chức năng xử lý. Trường Đại học Luật sau đó đã xác nhận đang tiến hành các thủ tục cần thiết để hủy bỏ và thu hồi các văn bằng đã cấp cho ông Việt theo đúng quy định của pháp luật. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thị Kim Ngân, trưởng phòng đào tạo sau đại học của trường cho biết, nhà trường đã tiến hành họp bàn để đánh giá và nâng cao quy trình đào tạo nhằm đảm bảo không để lặp lại những sự cố như thế này. Qua vụ việc, Trường Đại học Luật Hà Nội đã họp để kiểm điểm, đánh giá việc thực hiện các quy chế đào tạo để tiếp tục cải tiến quy trình, nâng cao chất lượng đào tạo và tránh xảy ra các trường hợp tương tự. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thị Kim Ngân khẳng định. Được biết, ông Nguyễn Tấn Việt trước khi bắt đầu hành trình học giả bằng thật của mình từng tốt nghiệp ngành tiếng Anh vào năm 2001 và ngành luật vào năm 2019. Tuy nhiên, con đường truyền bá tri thức của ông có vẻ sẽ phải dừng lại do những hệ quả từ sự thật bị phanh phui này. Ngay cả Trường Đại học Hà Nội, đơn vị đã cấp bằng cử nhân ngoại ngữ hệ đào tạo từ xa cho ông Việt, cũng đang hoàn tất thủ tục thu hồi bằng cấp trên. Trước đó, trong thông cáo báo chí, thông tin liên quan đến quá trình đào tạo và cấp bằng tiến sĩ cho ông Vương Tấn Việt, Trường Đại học Luật Hà Nội khẳng định tổng thời gian đào tạo tiến sĩ của học viên Vương Tấn Việt, tức là Thượng tọa Thích Chân Quang, đến khi có quyết định công nhận học vị và cấp bằng tiến sĩ là 2 năm 3 tháng, đáp ứng và tuân thủ quy chế đào tạo tiến sĩ của Bộ Giáo dục và Đào tạo và quy định của nhà trường. Tuy nhiên, nhà trường cũng khẳng định sau khi có kết luận nếu bằng cấp 3 của ông Vương Tấn Việt là bằng giả, nhà trường sẽ thực hiện theo kết luận chỉ đạo của cơ quan có thẩm quyền để xử lý bằng cử nhân và bằng tiến sĩ của ông Việt được trường cấp. Theo quy định hiện hành, mọi văn bằng cấp cao của một cá nhân sẽ bị thu hồi, hủy bỏ nếu bằng cấp 3 của họ không hợp lệ dù quá trình học tập bậc cao đã được thực hiện đúng quy trình. Trường Đại học Hà Nội cũng đang thực hiện thủ tục thu hồi bằng cử nhân ngoại ngữ ngành tiếng Anh hệ đào tạo từ xa đã cấp cho ông Vương Tấn Việt. Ngoài các bằng cấp trên, hiện ông Vương Tấn Việt đang làm nghiên cứu sinh theo học chương trình tiến sĩ tại Trường Đại học Khoa học, Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.
Việc học giả bằng thật lại còn ở cấp đào tạo trình độ cao nhất lại càng khiến cho nhiều người đặt ra sự nghi ngại rằng không biết liệu ngoài kia liệu còn bao nhiêu kẻ với danh xưng tiến sĩ nhưng thực chất lại chỉ là hàng dởm. Coi học vị chỉ là danh xưng chứ không phải kiến thức, và những kẻ này đang ở đâu trong xã hội của chúng ta. Thực tế dù chưa có bằng chứng xác thực nhưng chúng ta có thể tự ngầm hiểu với nhau, hoặc ít nhất cũng có suy nghĩ rằng hiện tượng tiến sĩ dởm đã trở nên quá quen thuộc ở Việt Nam, thậm chí là nhiều nơi khác trên thế giới. Khi tiến sĩ trở thành thứ nhiều người khao khát, không ít cá nhân tìm cách sở hữu tấm bằng và không hề có đủ kiến thức hoặc năng lực. Những tiến sĩ như Thích Chân Quang chỉ là phần nổi của tảng băng. Còn nhiều người khác cũng sử dụng học vị cao để khẳng định mình trong xã hội, dù năng lực thực sự không hề tương xứng. Thật khó để đếm hết bao nhiêu tiến sĩ lò ấp hiện diện, những người chẳng hề miệt mài nghiên cứu hay nghiêm túc học tập, nhưng nhờ quan hệ mà cũng có được tấm bằng tiến sĩ. Dù không có số liệu chính xác, nhưng số tiến sĩ dởm chắc chắn không phải là ít. Câu hỏi là những vị tiến sĩ này đang ở đâu? Câu trả lời thật không quá khó tìm. Họ ngay trong các trường đại học, các viện nghiên cứu, nơi mà danh xưng và chức vị lấn át hẳn thực học. Những người sở hữu bằng tiến sĩ kiểu này có thể đang nắm giữ các vị trí quản lý, làm việc ở nhiều cơ quan đơn vị khác nhau. Cũng có những người chỉ muốn đắp thêm tấm bằng tiến sĩ lên hồ sơ để trang trí, lòe thiên hạ. Bằng giả thì người dùng, người cấp và thậm chí cả xã hội đều hiểu rõ. Nhưng sự dối trá ấy cứ mặc nhiên tồn tại mà chẳng bị đẩy lùi. Không chỉ bằng tiến sĩ, đại biểu Trần Quốc Tuấn còn đề xuất Quốc hội, Chính phủ tập trung chỉ đạo kiểm tra công tác phong chức danh giáo sư, phó giáo sư, đảm bảo chất lượng thực chất, không gây ảnh hưởng tiêu cực đến xã hội. Đề xuất này rất đáng được quan tâm. Vậy làm sao để rà soát kỹ lưỡng hơn? Trước hết, ai có bằng chứng hay phát hiện ra những trường hợp tiến sĩ giả, tiến sĩ tăng tốc hay đạo văn cần phải mạnh dạn tố giác. Vai trò trách nhiệm của các trường đại học và Bộ Giáo dục Đào tạo là làm rõ sự thật, xử lý triệt để và thu hồi những tấm bằng không xứng đáng này. Chỉ khi hành động quyết liệt và kéo những tấm bằng giả mạo ra ánh sáng, chúng ta mới có thể dẹp yên nạn tiến sĩ dởm trong xã hội. Đó chính là câu trả lời đích thực dành cho cử tri. Đất nước đang bước vào thời kỳ mới, cần làm những nhà khoa học có tài, có tâm và đầy nhiệt huyết. Những kẻ nương tựa vào những tấm bằng lò ấp, thiếu thực học, thiếu phẩm cách thì không thể là trụ cột cho nước nhà, cũng chẳng xứng là nguyên khí của quốc gia. Hiện tượng tiến sĩ dởm để lại những hậu quả nghiêm trọng, đặc biệt là khi lòng tin của xã hội vào hệ thống giáo dục và giới trí thức bị xói mòn, khi công chúng chứng kiến các tiến sĩ với những phát ngôn phi logic hoặc những lập luận thiếu căn cứ, họ không còn tin tưởng vào giá trị thực sự của học vị tiến sĩ. Điều này là nguy hiểm vì không chỉ những cá nhân có học vị dởm bị mất uy tín, mà còn làm cho người dân mất lòng tin vào những nhà khoa học chân chính, những người thực sự cống hiến cho trí thức. Ngoài ra, các tiến sĩ dởm như ông Thích Chân Quang có khả năng truyền bá những quan điểm lệch lạc, thiếu căn cứ và đôi khi là phản cảm, gây ra sự hiểu lầm trong cộng đồng. Những quan điểm này dễ dàng ảnh hưởng đến nhận thức của công chúng, đặc biệt là trong các lĩnh vực nhạy cảm như tôn giáo và giáo dục. Khi những cá nhân với học vị cao, những thiếu tri thức xuất hiện công khai, những giá trị lệch lạc này dễ dàng được lan truyền, ảnh hưởng tiêu cực đến cộng đồng. Trường hợp của ông Thích Chân Quang không chỉ đơn thuần là câu chuyện cá nhân, mà là bức tranh chung cho hiện tượng tiến sĩ dởm, khi mà học vị tiến sĩ không còn là minh chứng cho tri thức và cống hiến, mà chỉ là trang sức cho những người khao khát danh vọng. Bằng những con đường lối tắt, không ít người đã và đang tìm cách sở hữu tấm bằng này mà không cần phải chứng minh năng lực thực sự.